Minasan, konnichiwa. Mình là Nga, quán quân Beauty Contest Japan Việt Nam mùa đầu tiên. Minasama, konnichiwa. Watashi wa Nga to moshimasu. Vietnam Beauty Contest no yushousha de gozaimasu. Còn em là Đan, quán quân của cuộc thi Beauty Contest Việt Nam Japan mùa 3 tại Cần Thơ. Watashi wa Dan to moshimasu. Watashi mo Vietnam Beauty Contest no yushousha, dai san season no yushousha de gozaimasu. À, sau khi mà chị Nga đã đoạt giải bóng quân thì chị đã đi đến đâu của Nhật Bản? À, chị đã...優勝した後、日本のどこへ行きましたか？Chị đã đến Tokyo, Yamanashi, Niigata và Toyama. Tokyo là thành phố lớn nhưng sạch sẽ, không khí trong lành, ít xe cộ, có hoa anh đào nở rất đẹp.私は優勝した後、日本へ行って、日本では東京、山梨、富山に行ったことがあります。で、東京は大都市で、すごく空気がきれいで、車が少なくて、空気はきれいですね。Yamanashi thì phong cảnh tuyệt đẹp. Ở đây có thể nhìn và ngắm được núi Phú Sĩ. Tiếc là ngày hôm đó trời mưa nên chị không có được đi thăm đỉnh núi và còn được trải nghiệm tắm onsen rất là thú vị nữa.山梨県は景色が美しく、とても面白い温泉があり、富士山が見えますが、残念ながら私がいたときは雨の日でしたので、富士山の頂上には行けませんでした。Niigata thì với khu phố cổ mang nhiều nét cổ xưa trong văn hóa. Niigata còn nổi tiếng với nhiều loại gạo ngon nhất Nhật Bản. Ở đây chị được xem màn trình diễn của các Gensa rất là duyên dáng và xinh đẹp. Hôm đó còn được trải nghiệm hát karaoke ở Niigata nữa.新潟も行きましたし、新潟は古代、つまり旧市街が多くて、文化も面白い。で、あそこには、その観光の他にも、芸者さんのパフォーマンスも拝見できました。その日にも、新潟でカラオケも体験して、とても面白かったんです。Còn Toyama thì bình yên, con người thân thiện, nhẹ nhàng và lịch sự. Hôm chị đi lạc thì còn được một bạn đi xe đạp tình nguyện dắt xe để chỉ đường và còn đi theo cùng nữa.富Vậy còn山em? はすごく平和な街で、あそこには人が優しくて、そこにいたときは、一回道を迷ったときに、自動車で案内していただいた方がいました。Vậy còn em đã đến đâu ở Nhật Bản? で、ダンさんはどうですか？ダンさんも日本でどこに行きましたか？À, sau khi đăng quang thì em đã có cơ hội đến thăm Nhật Bản. Nơi em đến là Tokyo, Gunma và Niigata.私は東京、群馬県と新潟県へ行きました。À, tại Roma thì em đã được tới thăm thành phố Takasaki. Tại đây thì em có cơ hội tham quan tượng Hoa Âm khổng lồ, đền thờ Darumaji và buổi tối thì em đã tham dự một buổi giao lưu với các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Roma. Đó là một trong những cái trải nghiệm khó quên của em. その新潟県、群馬県では、そのいろいろなところへ行きました。特に大ルマとか、そういうところも見学しました。本当に忘れられない思い出になりました。À, ngày hôm sau á, thì em đến thăm đảo Sa Đô tại Niigata. Tại đây thì em được khám phá mỏ vàng đảo Sa Đô và tham xưởng làm rượu sake nổi tiếng tại đảo, được nếm thử loại rượu sake và kẹo sô-cô-la ngon thứ hai thế giới. Và buổi tối thì em tham dự chương trình giao lưu với các doanh nghiệp tại Sa Đô, sự tiếp đón nồng hậu cũng như là bữa tiệc thịnh soạn của con người tại đảo Sa Đô đã trở thành một ký ức đẹp trong em. 翌日に新潟県を訪れまして、で、あそこで、佐渡島の近郊をも見学して、そして島の有名な観光地も回りました。夜には、その交流会で、新潟県における企業の皆様がおいでいただいて、あそこに温かいおもてなしの心をいただきましたので、すごく良かったんです。
Về lại Tokyo nhộn nhịp thì em được xem bộ phim Ký ức bỏ quên trên đảo Cá Voi, về chuyện tình lãng mạn của chàng, câu chuyện có thật về chàng IT Việt Nam và cô gái Nhật Bản. そしてその後は東京ではその日本の映画を見ました。その映画はクジラの島で忘れられた思い出という映画でした。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。